cái này, bốn cái này, cái này là cái thứ năm. À, cái gì vậy? Ơ, ủa sao cái này giống cái của mình thế? Ai làm rơi nhỉ? Ở đây làm gì có ai đâu. Ô, đây cái này. Đây ngân này. Ờ, túi thủng. Nhìn này, túi thủng. Hôm nay mình đồng lại cho được hẳn 5 cái này luôn đấy. Yeah. 5 cái liền. Bởi vì mình ngoan đấy. 1 cái này, 2 cái này, 3 cái này, 4 cái này, 5 cái. 5 cái. 5 cái này là sẽ cho Su 3 cái, mình 2 cái. Bây giờ đến lại lần nữa chỗ chắc. 1 cái này, 2 cái này, 3 cái này, 4 cái này. Cái này là cái thứ 5. À, cái gì vậy? Ơ, ủa sao cái này giống cái của mình thế? Ai làm rơi nhỉ? Ở đây làm gì có ai đâu. Ô, đây cái này. 1 cái này, 2 cái, 3 cái, 4 cái, 5 cái. Trời ơi, sao nay mình ngân thế? Sáng nay đã được mẹ đã cho 5 cái đã thấy xuống rồi. Giờ này còn nhặt được 5 cái nữa. Ui, mất quả đấy rồi nhỉ? Nhưng mà nó cũng giống của mình ấy. Nhưng không sao, thế là được 10 cái. Vậy là mình sẽ cho Su 5 cái, mình 5 cái. Ý, sướng ý. Mình lấy 5 cái của mình ra. Ơ, 5 cái của mình vừa cầm đâu nhở? Năm cái, rõ ràng vừa có 5 cái mà. 5 cái đây là nhặt được mà. Là 5 cái của mình đi đâu rồi? Nấy rồi, 5 cái. Nhặt cho 5 cái, nhặt được 5 cái phải là 10 chứ. Nhá, chị bị rơi mất 5 cái này rồi. Không biết nó ở đâu ấy. Sáng nay mẹ chỉ cho chị 5 cái. Đây rồi, bây giờ nhá. Ừ, rồi xuống đây. Nhớ chị kể cho em từ đầu đến đuôi nhá. Là sáng nay mẹ chỉ cho chị 5 cái này. À. Xong rồi chị đi đường, chị nhặt được 5 cái này nữa. Thế phải là thành 10 đúng không? Có đúng không? 5 cộng 5 bằng 10 đúng không? Đúng rồi. Ừ, thế mà bây giờ chị không thấy 5 cái của chị đâu mà chị chỉ thấy 5 cái này thôi. Đây, thử túi ra em à. Đây, thử ra. Đây, túi này chị mới mua mà. Ừ, đây chị đút rồi. Ừ, đây nhá. Nào, em giơ túi lên này. Chị, đây, chị cầm túi xong em đút. Đây, ngăn này. Ờ. Túi thủng. Nhìn này. Túi thủng. Ủa, sao túi này có hai chỗ đút thế này? Ừ nhở. Trời, vậy là không phải chị nhặt được 5 cái à? Đúng rồi. Thế 5 cái này vẫn là của chị à? Đúng rồi. Chứ không phải chẳng là chị Hèn à? Vậy thì chị được còn có 5 cái thôi. Cho em 3 cái, chị 2 cái mà. Ôi em bé, chị cho em. Chị cứ tưởng là mình Hèn hôm nay nhặt được 5 cái, mẹ cho 5 cái nữa, đúng 10 cái. Cho em 5 cái. Nhưng mà cuối cùng hóa ra chị tại cái túi thủng này làm chị tưởng bỏ. Thôi đi về nhà em đi. Đi về nhà em chị em mình ăn. Ngồi đây nắng lắm. Cái túi này làm cho người ta tưởng bỏ. Thôi về tối nay chị sẽ bảo là chị đã không cái túi này lại. Ai mà biết được mỗi lần như thế mà chị cứ tưởng bỏ lại. Xin chào tất cả các bạn. Các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình.